bị này, thử lại nhá. 1, 2, 3, bắt đầu. Ông rất là cảm ơn con cho nên ông được uống chén rượu này. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Thưa quý vị thân mến, game show đầu tiên của các bạn nhỏ được mang tên Gia đình Hạnh Phúc. Vâng ạ, ai cũng cười và vỗ tay liên tục tục. Và ngay sau đây xin được mời bốn tất cả thí sinh sẽ cùng nhau cúi chào và cảm ơn tất cả quý vị. 1, 2, 3, cúi chào. Nhánh thổ lộ quá. Rồi, tiếp tục. Tính nghỉ. Đây rồi con. Đến được chàng trai. Rồi, tiếp tục. Rồi, bây giờ tặng lời ai muốn nhận thêm 2 phần quà nữa không? Bây giờ hiệu lệnh 3 bắt đầu, chạy thật nhanh xuống bên dưới và mời cho xuống mỗi người. Từ từ đã. Nhanh. Một cô cơ mà cô. Được mang tên đừng để tiền rơi thì Thế Kỷ xin được phép tân của quý vị ở phía dưới sẽ cùng giúp ban tổ chức là quyên góp phần thưởng để gửi tặng các bạn nhỏ bằng cách là cho tiền vào trong chai nước này, và người thắng cuộc thì người đó sẽ nhận toàn bộ số tiền ở trong đây để gửi tặng các bạn nhỏ của chúng ta. Nhà mình đồng ý không ạ? Và xin mời mình thì là em xin phép là sẽ xin được ai người tiên ạ, vâng ạ. Đây rồi, một chàng vỗ tay ạ. Vâng. Vâng ạ, cho một tiếng nhạc sôi động để em cảm ơn phần quà đầu tiên đến từ con anh ạ. Vâng ạ, tiếp theo ạ. Niềm vui không quan trọng là nhiều, tình cảm là chính thôi ạ. Vâng, tình cảm là chính ạ. Đó, quá tuyệt vời các bạn nhỏ, ngày nay vô cùng sung sướng. Vâng, ok. Rồi, nhà mình thân mến, bây giờ sẽ cùng nhau đến với game show thứ hai được mang tên Từng để tiền rơi. Xin mời khán giả một tràng vỗ tay cổ vũ. Âm nhạc chuẩn bị. Đừng ngẫu nhiên anh nhở. Đặc biệt là không ăn gian, anh nhìn ra ngoài biển, đừng nhìn đây. Anh ăn gian tí quả xuống biển đấy. Ok, âm nhạc chuẩn bị. 3, 2, 1, bắt đầu. Khán giả vỗ tay ạ. Đây, cho em. Tiếp tục ạ. Nhanh tay ạ. Nhạc dừng ngẫu nhiên. Tay vô tay à, nhúng phải chia, nhúng phải chinh, nhúng phải đấy. Chị Bật Anh, đừng để cho nước ở gần mình, chuyện nhanh ạ. Chuyện nhanh luôn. Vội vàng quá. Chuyện luôn ạ. Ai em chọn là đuổi vàng nhá. Đây rồi chị. Nhanh lên, nhanh. Lâu một tí ạ. Úi trời, cầm luôn. Cầm đi chị, đã hết nhạc đâu, nhạc chưa thôi. Nhạc khá rừng đâu mà. Ôi nhạc rừng này. Ok, tiếp tục, chuẩn bị. 3, 1, bắt đầu. Nhanh tay, nhạc dừng này.
chưa dừng cả. Ai mời anh lên vậy? Tại sao anh chị đưa chị hết nhạc rồi chị đưa cho anh ăn cầm? Anh là chị có mối quan hệ gì? Đồng đội. Và bây giờ để cùng nhau tìm ra ai là người may mắn tiếp theo được về chỗ âm nhạc tiếp tục bài một phần. Bắt đầu chơi. Nhanh nào. Chuyển tiếp, chuyển tiếp. Lắc mông, lắc mông, lắc mông. Xin mời. Vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay. Vỗ tay, vỗ tay. Xin mời nhá. Ai đây? Chuẩn bị nhanh hơn. Nhanh hơn, nhanh hơn, nhanh hơn. Dừng này. Dừng. 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 Anh ơi, mình đứng vòng tròn đi. Rồi. Rồi, mình truyền vọng, truyền ngược thoải mái. Thích ai truyền người đó, ok chưa? Và bắt đầu. Truyền ngược cho người ta vào. Ôi, ai? Thế thì là may mắn luôn. Chuẩn bị âm nhạc 3, 2, 1. Bắt đầu. 1, 2, 3, 4. Sự cố nhiên, sự cố nhiên. Lắc cây một, lắc cây, lắc cây, lắc cây. Đưa tay ạ, đưa lại hai tay. Rồi, ai, ai, ai. Chơi rất công bằng nhá. Xuất phát đây này. Ai đến chỗ cái hang kia trước thì là thắng nhá. Ta là có logo thuyền của cô cũng đang sắp sửa cập đến bến rồi, đến đích rồi. Để mình ta buồn cho em hạnh.